Trước đối thủ Bangladesh bị coi là khá yếu, huấn luyện viên Mai Đức Chung sử dụng nhiều cầu thủ dự bị. Mặc dù vậy, các cô gái Việt Nam vẫn dễ dàng áp đảo ở hiệp 1 và dẫn trước 2, không nhờ công của Hải Yến và Thúy Hằng. Sang hiệp 2 khi nhiều trụ cột vào sân, lối chơi tuyển nữ Việt Nam trở nên sắc sảo hơn. Bích Thùy lập cú đúp, Trần Thị Duyên và Thái Thị Thảo ghi tên mình lên bảng tỷ số. Pavan ghi bàn danh dự cho Bangladesh ở cuối trận và kết thúc 90 phút, đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung thắng chung cuộc 6-1. Sau hai trận đấu ở bảng D môn bóng đá nữ ASEAN 19, tuyển nữ Việt Nam có được 6 điểm và đạt hiệu số 8-1. Các cô gái Việt Nam sẽ đối đầu Nhật Bản 15 giờ ngày 28 tháng 9 để quyết định tấm vé đi tiếp vào tứ kết. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thắng Nepal 2-0 ngày 22 tháng 9, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ, dù thắng nhưng tôi không quá hài lòng. Hồi thắng từ đội đá hai trận với Nepal và thắng tại vòng loại Olympic 2024. Hôm nay chúng tôi gặp khó khăn ở hiệp đầu vì họ đá phòng ngự chặt. Họ tiến bộ nhiều, biết kèm người theo khu vực. Tuyển nữ Việt Nam không thể khoét sâu vào điểm yếu của đội bạn. Gặp khó ở hiệp 1 nhưng đội tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn hiệp 2. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết sự thay đổi này đến từ những điều chỉnh về nhân sự. Tôi biết hiệp 2 phải thay người, dùng một số vị trí có kỹ thuật tốt như Thanh Nhã, Vạn Sự. Khi đó mới ra được chiến thuật. Tất cả đã thấy, chúng tôi chơi tốt hơn, phá vỡ hệ thống phòng ngự của Nepal. Trong đội hình thiếu vắng như Huỳnh Như, Trương Thị Kiều, Mỹ An. Nhưng cầu thủ thay thế vẫn còn trẻ, chưa đạt được yêu cầu của ban huấn luyện. Tôi nghĩ dần dần sẽ khắc phục. Hôm nay đội tuyển nữ đã có 3 điểm và 2 bàn. Chúng tôi cố gắng thi đấu tốt từng.